Dạ, đội hiệp sĩ A Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh, các chú, các cô rất lớn tuổi về đây để báo tin anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng thông tin tìm một số những đối tác làm ăn, nhưng mà đến giờ phút này phải nói là đối tác thì không thấy mà tiền thì đã mất. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một anh trai ở một tỉnh rất xa hôm nay đây về đây để báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng thông tin để truy tìm cái người phụ nữ và nó là nhìn cũng rất xinh đẹp này. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép xin chào anh nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh tên là gì anh? Mình tên Linh anh. Dạ. Mình quê quán ở đâu vậy anh? Dạ, mình quê thì ở Đồng Nai nhưng mà bây giờ chỗ ở hiện nay là mình ở Thủ Đức. Dạ, rồi. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương đăng thông tin để tìm ai vậy anh? Tìm cái người trong hình này đã dắt tôi đi mua hàng rồi đi làm phiếu cho tôi rồi cầm tiền rồi đi luôn, không thấy quanh cả ra nữa mà hàng cũng không thấy đâu rồi. Dạ. Mà tính đến nay là thời gian cũng đã hơn 2 tháng rồi. Dạ. Trước đây là anh kinh doanh cái hàng gì mà người ta tôi lại dắt anh mua hàng? Kinh doanh cái ngành heo sữa. Nhưng mà chị này thì cũng làm bên cái lĩnh vực đây luôn. Dạ. Cũng là đồng nghiệp với nhau. Dạ. Nhưng mà mình không có giao dịch với nhau trong cái lĩnh vực mua bán. Có điều là chị cũng hay tự giới thiệu mình là có những cái hàng này hàng kia theo cái ngành nghề của mình đó. Dạ. Có là có. Rồi chị có hướng dẫn mình là có mắt mình đó là cái lô hàng như vậy giá cả là vậy thì mình thấy hợp lý thì mình chấp nhận mua. Dạ. Và chị dẫn mình đến kho đông lạnh của khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Tạo đến kho rồi cái mình đang đậu xe bên ngoài thì mình không có thể vào trong được là do kho của người ta là xe container rồi xe tải lớn nhỏ nhiều lắm, thành thử người ta di chuyển liên tục, mình phải ngồi xe để mà mình dời xe để cho người ta ra vô. Thì chị kêu là thôi để chị vô làm phiếu để mà xuất kho. Sau đó là chị vô chị làm rồi chị kêu là mình phải đóng tiền trước để mà chị vô chị làm. Mình đóng bằng cách là mình chuyển qua điện thoại, số tài khoản điện thoại của chủ hàng. Thì chị thông tin cho mình cái số tài khoản của chủ hàng xong đó là mình bấm đâu đó hay không, đó là chị đi vô trong như đúng lời chị nói là chị vô trong đó chị sẽ làm thủ tục để mà mình xuất hàng. Chị vô đó là mất luôn, mất biệt dạng luôn, không thấy đâu nữa. Cho em hỏi này, cái người phụ nữ đó anh đang mang cầm tấm hình đó là người đó họ tên người ta đầy đủ là gì anh? Đoàn Thị Ánh Minh. Ái Minh. Dạ, năm nay người là phụ nữ này khoảng bao nhiêu tuổi anh? Thì mình cũng không biết tuổi đâu chính xác thôi, nhưng mà nó nằm vào tầm khoảng 30-40 đó. 30-40, khuôn mặt này cũng trẻ thôi. Dạ. Nhìn có vẻ là cũng nhìn có vẻ giống như một bà chủ à. Rồi anh biết cái người phụ nữ này trong phương diện là nào, khi nào mà lâu chưa anh? Thì cũng là đồng nghiệp với nhau đó anh. Đồng nghiệp với nhau đó. Nhưng mà mình không có giao dịch trong cái lĩnh vực mua bán, mình cũng biết người ta làm nghề thôi. Dạ. Chứ mình không có giao dịch mua bán. Dạ. Cái người phụ nữ này quê quán ở đâu anh biết không? Quê hình như là ở Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi. Nói tiếng Quảng Ngãi đúng không? Nghe tiếng anh nghe phân biệt được tiếng không? Tiếng Quảng Ngãi. Dạ. Anh nghe là anh phát hiện là tiếng Quảng Ngãi hay là người ta chia sẻ với anh là người Quảng Ngãi? Người ta chia sẻ là người Quảng Ngãi. Còn nghe tiếng thì anh chưa có nhận diện được đúng không? Nghe tiếng là cũng có thể đoán được. Nghe tiếng thì có đoán. Cái người phụ nữ này cao được 1m55 không anh? Chắc có lẽ là tầm đó với trên đi chứ không dưới đâu anh. Phải không? Em nhìn cũng thấp mà không có cao lắm. Đúng không? Người hơi đậm người. Người này chắc cũng không có cao lắm đâu. Không quá 1m55 đâu. Thì trong hình đó thì mình cũng không có... Lúc trước mình gặp nhau là gặp nhau, giao dịch là gặp nhau tại đâu anh? Biết nhau là biết nhau qua cái công việc làm ăn thôi. Rồi, nhưng mà mình gặp nhau á? Gặp nhau thì cũng... cô đến nhà mình. Cô đến nhà mình, cô sẽ dẫn mình đi. Thì đó là, tức là qua giao dịch, qua số điện thoại, qua Zalo thì cô có nhắn tin rồi liên tục. Dạ. Vì vấn đề làm ăn như thế này thế kia đó, rồi cô thân... tiếc là cô không có tiền, thành thử như cô không có thể mua được cái lô hàng đó. Yeah. Giao dịch như vậy, thành thử như mình thấy thì thôi kệ đó, mà kẻ có của người có công thì thôi. Bây giờ nếu mà trường hợp mà chị thích như vậy thì tôi sẵn sàng tôi đi làm với chị, nhưng mà với điều kiện là chia đôi. Chị có của tôi có công. Chị có của tôi có công thì tôi sẽ chia đâu với cái công việc với chị. Thì chị ok rồi bắt đầu cùng với nhau đi.
Đi rồi cái sự việc đó là nó diễn biến. Còn là cái hôm đấy là cái chuyến giao dịch đầu tiên của anh. Lần đầu tiên luôn. Mà lần đầu tiên là gặp để đi ra cùng nhau giao dịch. Lần đầu đi giao dịch. À, mới đầu là có là ý định người ta là người ta theo như thế này ấy. Đến giờ phút này là có là người ta mục đích chính người ta chủ định người ta lừa anh rồi. Nhưng người ta dẫn dắt anh vào đó có là để luồn lách để đi cho nhiều hướng có thể là anh mình không kiểm soát được. Không kiểm soát được. Đúng không? Đúng rồi. Chính vì lý do như vậy là anh vào đó anh sẽ tin tưởng là một cái kho đông lạnh rất lớn. Rồi, nhưng thực sự cái kho đó nằm ở đâu anh chưa biết. Cái kho biết luôn, biết kho chưa? Đã đến kho luôn, đến kho luôn, đúng luôn. Nào, anh đã nhìn thấy hàng chưa? Đã nhìn thấy heo chưa? Chưa hàng được là vì cái kho nó kho, cái kho của rất là nhiều người gửi hàng ở trong đó, nó rất là nhiều chủ hàng. Em hiểu, dạ. À, rồi dù chủ hàng nào bán cho khách hàng nào thì nó là có cái đơn riêng của họ với nhau thôi. Dạ. Thì cái đó là cái nguyên tắc của cái kho hàng hóa làm vậy thôi. Nhưng mà thực sự là cái cuộc giao dịch đó là anh chưa gặp được chủ. Chưa, không có gặp được chủ, mình còn đứng ở ngoài xe thôi. Chính vì lý do cho vậy nên hiện nay là cái người phụ nữ này nói là bây giờ anh phải chuyển tiền vào cái số tài khoản đó. Là cái tài khoản đấy tên của ai? Là tên, thì tôi cũng không nhớ nữa, tôi có lưu lại. Nhưng mà đại loại là không phải tên của cô này. Không phải tên cô này, tại vì chủ hàng là không phải cô này là chủ hàng. Mà chưa chắc đã phải là cái số đó là số của người chủ hay không? Thì không biết, mình cứ kêu là chủ, thì mình chuyển thôi. Có là do người này quyết định, do người này là chuyển cho ai là do người ta. Người này đã cho mình cái số tài khoản của chủ hàng. Dạ. Chỉ nói là chủ hàng thành nữ cho mình chuyển thẳng cho chủ hàng. Còn là chủ hay không mình không biết. Mình không biết. Dạ. À, sau đó thì anh chuyển được khoảng bao nhiêu phút thì anh phát hiện được là anh không gặp được người ta. Khoảng một tiếng đồng hồ sau. Một tiếng anh cứ đứng chờ thôi. Đứng chờ thì mình thấy những người cùng chờ như mình đó là người ta lần lượt người ta vô người ta nhận hàng. Rồi. Còn mình thì lại không có nhận hàng. Dạ. Mình mới hơi nóng ruột, mình mới đi đậu cái xe chỗ khác, mình mới chạy vô văn phòng mình hỏi là cái số xe của tôi đó bây giờ giao dịch tới đâu rồi, yeah. Bao giờ thì có hàng ra cho tôi, chứ tôi đứng ở chờ lâu lắm rồi. Thì nhân viên trong cái điều hành mà để xuất hàng đó thì người ta dò mới thấy ủa số xe của anh đâu có thấy đâu. Thế là đến lúc đó anh phát hiện bị lừa là bắt đầu mình đã có cái linh cảm là chuyện không lành rồi, yeah. Mình alo thì coi như là không bắt máy, tổ chức tuyên luôn, không bắt máy. Đến giờ phút này bao nhiêu thời gian này? Hôm 14 tháng 2 14 tháng 2 2023. Dạ. Nói chung là cũng tháng mấy, 2 tháng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Gần 2 tháng rồi. Hôm nay là coi như cũng sắp sửa 2. Dạ. À, từ đó đến giờ phút này anh còn gọi điện đến cái số của người ta. Nhắn tin vẫn trả lời. Nhắn tin vẫn liên lạc. Rồi có thề có thốt là tiền của anh không mất đâu. Thì tôi nói là cái tiền tại sao mất được? Là vì lý do là đi mua hàng mà không có hàng thì phải trả. Thì tiền tôi còn đó chứ đâu có phải là cái tiền của tôi làm cái tiền gì đâu mà mất. Rồi cứ theo là bữa hỏi thì cô cứ nói là hôm nay là mùng 1, người ta kỵ, người ta không chuyển tiền, rồi không thì kêu cuối tuần người ta kỵ, rồi đầu tuần rồi sao. Cứ lòng vòng cứ hẹn rồi, rồi tôi thấy chờ đợi hoài, tôi thấy em mệt mỏi quá. Em giải thích anh nè, cái thứ nhất là người ta vô đăng ký cái số xe để nhận hàng, giao dịch một cái mã hàng, trị giá là cần này triệu, cần này triệu. Nhưng thực sự đến khi người ta không tới hoặc người ta đã từng đi mất hoặc người ta biến mất luôn. Thì anh quay trở vào thì anh hỏi thì thực sự là không liên hệ và không có ai giao dịch trong không đó. Có gì. Đó vì vậy cho nên đã khẳng định là người ta đã chủ định người ta lừa anh rồi. Yeah. Và chính vì lý do như vậy cho nên bây giờ người ta lừa anh rồi, bây giờ người ta nói là tiền của anh không có mất. Đó là một điều của người ta là biện hộ một cách vô lý. Không mất chuyển vô không nhận được hàng mà nếu không giao dịch hàng phải trả tiền, chuyển tiền ngược lại ngay tức khắc. Không có lý do gì để giờ phút này từ hôm đó giờ anh còn gặp được người ta không? Không thể gặp được đâu, không làm sao gặp được. Chỉ có nhắn tin rồi cứ chờ chút nữa rồi cứ 10 phút, 5 phút mà coi như 10 phút lần tuần lễ mà 5 phút thì là nửa tháng cứ anh nhắn qua điện thoại hay là qua Zalo? Nhắn qua Zalo. Điện thoại còn điện thoại không bắt máy. Nhưng mà điện thoại còn nhắn được không? Điện thoại còn gọi được không? Điện thoại còn gọi được. À. Đến giờ phút này là hoàn toàn là chắc chắn là số tiền của anh hiện nay là người ta muốn chiếm đoạt rồi. Đến giờ phút này là người ta thì muốn chiếm đoạt. Có linh cảm điều đó. Người ta chủ định là muốn chiếm đoạt, muốn gài theo chiếm đoạt. Những cái tình huống này không phải một mình anh, rất nhiều các công ty công trình, ông thầu, ông chủ khác thật nhưng bị một số thành phần lừa đảo trên mạng xã hội vừa rồi xảy ra rất nhiều. Vì lý do em nói ví dụ một cái câu chuyện của anh cũng giống heo sữa, cũng giống như là một người mà đang có nhu cầu đi mua sắt. Nhưng sắt bây giờ hôm nay là ví dụ giá là 25.000 ký. Nhưng sắt đang chuẩn bị trong thời gian tới nó sẽ lên 28.000, là dự báo và chính xác là báo là 5-7 ngày nữa nó sẽ lên 27-28.000 ký. Vì vậy tranh nhau 3.000 đồng một ký sắt, đúng không? Để xây dựng công trình. Mà nhiều người thầu người ta có nhu cầu lấy hàng một lúc hàng 5-70 tấn, hàng trăm tấn sắt. Chính vì lý do như vậy một số lời chào mời mà tôi sẽ đưa anh đến đây để mua công ty của tôi là số hàng sắt thép là chỉ 23-24.000 ký thôi.
Vì vậy nhiều người nghĩ rằng chênh lệch nhau 5-7 ngàn một ký là mình sẽ chênh lệch nhau hàng vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Và đó sẽ đặt cọc trực tiếp chuyển khoản, đặt cọc nó sẽ chụp hình cho công ty sắt thép. Nhưng thực sự là công ty thật, sắt thật, nhưng đó là không phải là ông chủ. Nhiều người đã bị lừa và hiện nay là chính xác là rất nhiều người bị lừa. Và em biết chính xác hiện nay không dưới 10 người đã bị lừa như vậy rồi. Đó, những cái câu chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều, đội hiệp sĩ có người dương tiếp cận rất nhiều. Nhưng rất lấy làm tiếc là nhiều người hiện nay vẫn mắc lừa vì lý do là rất tin người. Đó, đây là cũng là một cái bài học không dành riêng cho anh mà có thể cho tất cả các cô, các chú, anh chị. Nếu ai có kinh doanh, buôn bán, mình nhận hàng, mình chuyển tiền, đúng không ạ? Hoặc nếu không mình vào trực tiếp trong công ty, mình giao dịch trực tiếp người kế toán ở trong đó, chuyển tiền, nhận hóa đơn. Tránh tình trạng nhận bên ngoài, hóa đơn bên ngoài, ký một nơi mà giao hàng một nơi. Đó là những hình thức lừa đảo mình không tin cậy được. Dù bất kể rẻ cỡ nào, ngon cỡ nào mình cũng không thể chơi được. Hôm nay anh về đây báo tin anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, các anh em ghi nhận cái thông tin của anh sẽ đăng tải trên mạng xã hội. Nếu các cô chú anh chị lên tất cả trang mạng xã hội, nếu ai phát hiện nhận dạng một người phụ nữ đặc điểm nhận dạng như trên, dáng cao khoảng 1m55, đậm người mà chuyên đeo kính mà đi trên trán, đeo giỏ, tay đeo lắc, đó, người hơi đậm, nhận dạng như trên thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em sẽ giao cái người phụ nữ này cho cơ quan công an, để hy vọng là công an là xử lý. Và có thể là không phải người phụ nữ này sẽ lừa một mình anh, có thể là những người phụ nữ này hoặc cái em gái này có thể là lừa rất nhiều người khác đã sập bẫy rồi, nhưng nhiều người có thể là không biết kêu cứu ở đâu. Vì vậy nhân thế nếu không làm việc tới cùng thì có thể là người phụ nữ này còn đi lừa nhiều một trường hợp khác, đúng không ạ? Nhiều người có thể là vì ham rẻ hoặc vì tin người, có thể là mất nhà mất cửa vì những cái lời ngon ngọt, lời mời chào, những cái mối quan hệ lớn như thế này, đúng không ạ? Hiện tại thì cái người phụ nữ này có quan hệ hay không thì mình cũng chưa biết là tới đâu, nhưng thực sự là người phụ nữ đến giờ phút này đã lừa anh rồi. Mà chính xác như thế là một tháng mấy là lừa rồi, không có lý do gì nào đó mà có số tiền mà cho số tài khoản để chuyển để lấy hàng, thực sự là không đăng ký, đúng không ạ? Không nhận hàng mà dám nhận tiền, đó là hình thức lừa đảo. Hiện nay đến giờ phút này anh đã trình báo cơ quan công an là mình bị lừa đảo chưa anh? Có rồi, ngay cái lúc đó là qua hôm sau là tôi đã đến công an tôi trình báo. Yeah. Và tôi có đưa hình cho công an luôn. Yeah. Và tôi có cam kết phía đằng sau á, với lại những cái thông tin mà từ cái số tài khoản rồi cái số mà chuyển khoản thành công rồi những cái tin nhắn này kia là tôi có chuyển hết cho công an. Đó. Nhưng mà hôm nay á, là tôi nhờ bên đội hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ cái thông tin này lên mạng để mà nhiều người cùng biết, để tránh cái tình trạng như tôi cái lòng tin rồi mình lại cảm thấy cái nó bị mất mát đi, và hơn nữa là để tránh cái tình trạng mà cô này sẽ còn tiếp tục lừa người khác như tôi nữa. Cứ mỗi người mấy trăm triệu, mỗi người mấy trăm triệu, mỗi người mấy trăm triệu thôi, rồi có thể là 1 triệu, 5 triệu, 3 triệu, bất kỳ hình thức nào. Với cái người đã lừa thì người ta không chê từ một cái đàn thuốc. Yeah. Họ sẵn sàng là lượm từ dưới lên trên là lượm sạch sẽ hết. Yeah. Nhưng mà mình muốn cộng đồng mạng trên xã hội này và qua lời giới thiệu và hướng dẫn của bên đội hiệp sĩ Bình Dương thì để cảnh báo là cái cô này không nên tiếp tục làm cái điều đó nữa, và tất cả những cái gì là sự thật nó phải trả lại cho cái sự công bằng cho mọi người hết. Yeah. Chứ không thôi để rồi người ta ấm ức, người ta đau khổ lắm. Có cái đồng tiền của bất kỳ ai cũng vậy, người ta cũng mồ hôi nước mắt chứ không phải là tự nhiên trên trời rơi xuống, mà mình lừa như vậy thì mình thấy nó tội người ta. Yeah. Đó là anh bị lừa đến giờ phút này là cái số tiền của anh bị mất là bao nhiêu tiền anh? 181.800.000. 181.800.000, gọi là gần 200 triệu rồi. Từ hôm đó hôm nay nếu như đây là cũng may mắn là có thể là anh, một là có thể là có khả năng, nếu vào những trường hợp khác có thể là nghĩ rằng một cái món hàng này hoặc là một cái cuộc giao dịch này thành công sẽ lời được vài chục triệu, nhiều người đi vay bên ngoài về, thì đến giờ phút này phải nói là vô cùng đông. Có, nếu mà cái lô hàng này mà nếu mà tôi cũng có chia sẻ với cô đó luôn là nếu mà trường hợp bây giờ vậy thì cái này là cái lãi này nó được 7 triệu thì hai anh em mình chia đôi, mỗi đứa 3.5 triệu, anh yeah. có của em có con yeah. thì mỗi đứa 3.5 triệu yeah. vậy thôi. Yeah. Thì chị mới nói là thôi anh giúp về em từ trước đến giờ nhiều, mà nói chứ tôi có giúp gì đâu, tôi không có cái gì hết. Yeah. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình cũng không công bằng, mình nói thôi là coi như mình có công, có
có sức có làm được thì mình cũng chia sẻ với nhau thôi. Nói chung là nếu ăn được ăn thì anh đi đâu không ăn một mình. Ừ, không ăn một đúng mình. Không? Mình cũng giao hẹn trước rồi. Có giao hẹn trước khi đi rồi. Đúng không? Ừ. Nhưng mà đến nhưng mà bây giờ đến khi mà thấy ăn ăn cái lời kia thì có lẽ là nó không hợp lý hay là nó ít quá hay sao, cô lấy luôn cái cho nó tròn vậy. Rồi ăn, ăn quả này cho nó lớn hơn. Cho nó ừ, ăn quả này mấy trăm triệu này cũng mua được rất nhiều vàng đó. Ừ, thì không biết là mua được cái gì không. Nhưng mà hy vọng là cô gái này sẽ bị anh em đội hiệp sĩ Bình Dương trong thời gian tới sẽ tìm ra. Nhưng mà cô có tự giới thiệu là cô thuê nhà ở ở Bình Dương. Ừ. Rồi cô có cam kết trong ấy, nhưng mà tôi có đưa cái thông tin đó cho công an thì công an nói cái số chứng minh mà cô cung cấp trong cái tin nhắn cho tôi á thì là số chứng minh giả. Ờ. Công an Bình Tân á, công an Bình Tân người ta coi cái tin nhắn á, rồi người ta dò cái số chứng minh á, thì cái số chứng minh này là số giả chứ không phải là số thật. Vậy là cô gái này có thể lừa nhiều người rồi. Cái số chứng minh là số giả. Dạ. Thế công an Bình Tân đã truy cái số chứng minh thì kêu là số giả. Cái hôm mà anh bị lừa, anh phát hiện được mà anh vào tận nơi anh kiểm tra, anh hỏi thông tin á, anh biết chính xác là những người quản lý hoặc những người giao dịch ở bên trong của công ty Đông Lạnh. Người ta trả lời với anh là cái số xe này hoàn toàn không đăng ký, đến lúc mà anh thất vọng nhiều không? Anh thấy làm sao? Thì mình biết là cái chuyện nó không làm nữa. Nhưng mà anh thất vọng nhiều không? Anh nghĩ là mình lúc bây giờ anh có linh cảm mấy anh biết là 100% mình bị lừa. 100% lên đường. Lên đường. Nhưng mà cái 100% nó nghiệt ngã cái cô này này. Thôi coi kêu thôi bây giờ hết hàng thì đi về đi. À. Thì cùng mình cùng mừng. À. Mình chấp nhận cái này từ cái kho Tân Tạo, khu công nghiệp Tân Tạo mà cô bắt đầu hết hàng mà khoảng gần một tiếng sau, gần hai tiếng sau mình điện thì cô mới alo. À. Alo thì cô kêu là thôi bây giờ ở đây hết hàng, anh chạy xe qua bên khu công nghiệp Tân Bình. Lại lừa anh quả nữa. Lại mình lại mặc đường nó chằng chịt, mình không có rành đường lắm, mình phải mở định vị mình chạy bán chạy sống này kia chạy cho tới nơi khu công nghiệp Tân Bình. Thì mình đến khu công nghiệp Tân Bình thì mình hỏi giờ sao chị, bây giờ xe tôi đậu tới ngay chỗ khu đó, ngay chỗ kho đó luôn rồi. Thì nó nói là thôi thôi anh về đi. Ồ. Bây giờ hết giờ rồi mà chưa tới 4 giờ cho hết giờ rồi. Thôi anh về đi rồi mai rồi người ta trả tiền lại cho anh. Cũng đưa mình đi một đoạn đường coi như là cho anh leo cây cả một ngày luôn. À, đúng không? Chiều nữa. Cho anh leo cây cả ngày. Cảm giác nó đã. Dạ. Nói chung ở đây nói chung là dù gì thì câu chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Xảy ra rồi. Đúng không? Nó cũng là một cái bài học và hy vọng mà trong thời gian trong tương lai tới thì mình hãy tỉnh táo hơn. Anh em đội hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để tìm cái thông tin cái người phụ nữ đang chính xác đang ở đâu, báo tin cho anh rồi để cho nhờ cơ quan công an giải quyết. Nếu đúng thực sự video đội hiệp sĩ Bình Dương đăng lên, nếu ai đã từng bị người phụ nữ lừa thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Rồi cuối video này thực sự là cái câu chuyện này rất đáng buồn nha. Em không biết nói gì hơn là xin chúc anh cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới anh có gặp được nhiều may mắn và nhiều thành công hơn nữa. Có thể mất đi cái này. À, nhưng mà mình có thể lấy lại cái khác nhé. Rồi kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là một cái câu chuyện thực sự là xảy ra trên mạng xã hội và tất cả các anh các cô các chú về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương ghi hình xảy ra rất nhiều. Đây là một cái bài học, một cái lời cảnh tỉnh dành cho tất cả các doanh nhân hoặc những ai đó làm ăn giao dịch với ai về hạn chế cảnh giác. Một là chuyển tiền mà chưa nhìn thấy hàng, hoặc là chỉ là gặp người ta quen thôi, hoặc là chỉ quen qua đường, hoặc có thể rất thân vì nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh khác nhau, người ta dẫn dắt mình đến một cái câu chuyện, một cái mối lái làm ăn, mình tưởng rằng mình gặp được một cái gọi là ông khách hoặc là một mối hàng tốt. Nhưng nếu giao dịch và chuyển tiền mà chưa nhìn thấy hàng, hoặc chưa nhận được hàng, hoặc chưa viết cam kết, hoặc không có công ty, không có trụ sở địa chỉ cụ thể, thì chính xác đó là đang hình thức người ta đang chuẩn bị, đang ngỏ ý, đang ý định, đang chuẩn bị cất một mẻ vó. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Rồi mong cô chú anh chị xem.